Một lần nữa chúng tôi rất vui tiếp tục phần chót của chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép nhập cảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã cấp giấy phép để công ty Dược Sài Gòn nhập cảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc, nhưng không nói khi nào thì vaccine này sẽ về tới nơi. Theo VTC News, công ty Dược Sài Gòn tọa lạc tại quận 4 và 5 triệu liều vaccine này sẽ do công ty Beijing Institute of Biological Products Trung Quốc sản xuất. Cuối tháng 6, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine COVID-19 của Sinopharm. Và cái số này là do Trung Quốc tặng để ưu tiên tiêm cho công dân của họ đang làm việc tại Việt Nam. Mặt khác thì Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 của công ty dược AstraZeneca của Anh Quốc. Và đây là lô thứ 3 của chính phủ Nhật Bản viện trợ, tổng cộng 2 triệu liều. Theo CNBC thì 5 trong số 6 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao và cả tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao vì dựa vào nguồn vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Thực tế này cho thấy là vaccine COVID-19 của Trung Quốc đang bị nghi ngờ về sự hữu hiệu và không công khai khả năng bảo vệ con người chống lại COVID-19 biến thể Delta. Các quốc gia trên gồm Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Seychelles, Mông Cổ, Uruguay, Chile. Chỉ có Anh Quốc là không phụ thuộc vaccine Trung Quốc như trường hợp ngoại lệ. Cựu ký giả đài phát thanh đã bị bắt vì tội tung tin xuyên tạc. Thưa quý vị, báo mạng StressTimes.com dẫn tin cho hay là nhà nước Cộng sản Việt Nam hôm thứ Sáu đã kết án tù một cựu ký giả đài phát thanh về tội chống chính phủ và bắt một số người khác trong những tuần lễ gần đây. Theo báo mạng của Malaysia, thì các sự kiện trên cho thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục thi hành chính sách cứng rắn để đàn áp và dập tắt tiếng nói của người bất đồng chính kiến cũng như người chỉ trích họ trên các trang mạng xã hội. Vào hôm thứ Sáu, ông Phạm Chí Thành, 68 tuổi, nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, người từng chỉ trích gay gắt chế độ trên Facebook, đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam với tội danh là truyền bá thông tin chỉ trích nhà nước. Ông Phạm Chí Thành là cựu biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã đưa lên tài khoản Facebook nhiều bài viết chỉ trích nhà nước Cộng sản Việt Nam và trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn ngoại quốc. Theo ông Daniel Bastar của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, thì ông Phạm Chí Thành là hiện thân của cuộc tranh đấu giành độc lập và thông tin trung thực của công dân Việt Nam, nay là nạn nhân mới nhất của đường lối cai trị của chế độ độc tài trong suốt 5 năm qua. Công an Cộng sản Việt Nam hồi tháng rồi cũng đã bắt giữ ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, còn gọi là Dũng Vô Va, với cáo buộc tương tự. Bản tin sau cùng về Việt Nam nói đến Việt Nam có thêm 5 người chết vì COVID-19 và có hơn 600 ca nhiễm trong một ngày. Việt Nam vừa ghi nhận thêm 5 người chết vì đại dịch COVID-19, nâng tổng cộng số người chết lên 110 trường hợp, trong đó có người không mắc bệnh nào khác. 5 người chết mới nhất vì đại dịch tại Việt Nam gồm 2 cư dân ở Sài Gòn và 3 cư dân ở Đồng Tháp. Cũng trong ngày thứ 6 tuần vừa qua thì Việt Nam có thêm hơn 600 ca nhiễm COVID-19 và thành phố Sài Gòn chiếm tới 80% trong số này. Còn lại là Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Trà Vinh, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bà Rịa, Vũng Tàu, vân vân và vân vân. Tình hình đáng lo ngại trong ngày đầu tiên phong tỏa ở Sài Gòn, một thành phố lớn nhất nước, là giá cả các loại nhu yếu phẩm tăng vọt từng ngày, đặc biệt là giá các loại rau, các loại củ quả leo thang chóng mặt. Thế nhưng trong khi đó thì các gia đình nông dân trồng rau ở Hóc Môn lại điêu đứng vì không có nguồn tiêu thụ. Chính sách phong tỏa dẫn đến việc ngăn sông cấm chợ của chính phủ và tại các địa phương cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa từ nông thôn và các huyện ngoại thành cho trung tâm thành phố Sài Gòn. Người dân ở thành phố Sài Gòn phải mua rau muống với giá 200.000 đồng một bó, trong khi giá rau ở Hóc Môn bán với giá chỉ có 3.000 đồng, nhưng không có người mua. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin chót đã chấm dứt chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS ngày hôm nay. Mai Tuấn xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mời Hoàng Dung. Dạ, kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt quý vị.